Slovenia, Croatia và Serbia loan báo không còn có thể cho phép di dân băng qua biên giới mà không có kế hoạch xin tị nạn. Và trên thực tế, ba nước này đã đóng lại con đường Balkan mà rất nhiều di dân đi qua để tới được các nước giàu có hơn ở Tây Âu. Slovenia loan báo sẽ bắt đầu thi hành chính sách mới vào nửa đêm thứ Ba, trong khi Croatia và Serbia cho biết sẽ theo chân. Hành động của Slovenia phù hợp với một sắc lệnh đưa ra hôm thứ Hai tại buổi họp của Liên hiệp châu Âu ở Bỉ. Theo đó, các nước thành viên phải thi hành lại thỏa thuận về biên giới mở Schengen, có thể cấm không cho nhập cư bất cứ di dân nào không dự định xin tị nạn tại nước đó. Hãng tin Reuters nói khoảng 478.000 di dân được tin là đã vào lãnh thổ của Slovenia trong cuộc hành trình đi về hướng Tây, nhưng chỉ có 460 người nộp đơn xin tị nạn tại nước này.